các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi ha. Thì hôm nay á, mỗi lần gặp á, thì sẽ có một cái món ăn mới, một cái công thức mới chia sẻ đến các bạn nè. Thì hôm nay là Hạnh sẽ chia sẻ cho các bạn là cái công thức của cái món dạng như là chả giò tôm mè. Cái món này á, là một cái món đặc trưng của người Hoa đó. Thì Hạnh cũng đã được một số người bạn người Hoa cũng chia sẻ cái công thức này. Thì hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ lại cho các bạn nha. Rồi chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nè. Thì cái thành phần á, đa phần những cái món ăn của người Hoa đó, thì họ sẽ có cái tôm á, là sẽ là một cái nguyên liệu chính trong tất cả các món ăn của người Hoa. Chúng ta sẽ cần khoảng tầm 200 g tôm tươi nha. Và cá thác lát 50 g. Mỡ heo 20 g. Và cũng là thịt xay 30 g. Thành phần sẽ gồm có thêm là mè nha, mè trắng, đậu hũ kỳ và một số gia vị. Vẫn giống như một số món ăn trước đây mà Hạnh đã chia sẻ với các bạn, thì tôm của chúng ta cũng sẽ là cắt nhỏ ra nè, rồi chúng ta sẽ cho vào máy xay, hoặc là chúng ta đập ra để cho hỗn hợp nó nhuyễn ra và chúng ta sẽ quết lại. Đây là một cái số nguyên liệu Hạnh đã chuẩn bị từ trước. Thì cái thành phần của chúng ta thì gồm có là tôm nè các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ cắt nhỏ ra rồi các bạn bỏ vào máy xay. Kế đó thì các bạn bỏ vào thác lát, bỏ thác lát vào nè, bỏ thịt xay vào, mỡ cũng băm nhuyễn ra và các bạn hãy bỏ vào trong hỗn hợp này luôn. Thì cái thành phần mà nêm vô đây đó thì các bạn sẽ nêm là gồm có muối là 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê bột niêm vị gà và 1/2 muỗng cà phê đường, một ít tiêu vô và không thể thiếu được một cái loại gia vị như là dầu mè. Các bạn hãy bỏ vào một muỗng cà phê dầu mè và một muỗng cà phê dầu hào các bạn nhé. Thì cũng là một thao tác như thế này ha. Chúng ta sẽ quết như thế này. Món này đó thì thay vì cũng gọi là chả giò, nhưng mà ở người Việt của chúng ta đó thì chúng ta sẽ cuốn cái chả giò bằng bánh tráng. Nhưng mà ở đây thì có một sự mới lạ hơn là chúng ta sẽ cuốn chả giò bằng đậu hũ kỳ, hỗn hợp thịt, tôm, lá thác lát của chúng ta nè. Sau khi chúng ta quết một thời gian thì hỗn hợp với cái cứng rồi đây. Rồi bắt đầu gì chúng ta sẽ tiến hành việc cuốn chả giò nha các bạn nha. Rồi bây giờ là đến cái công đoạn mà chúng ta sẽ cuốn chả giò nha. Thì khi mà cái tàu hũ kỳ á, chúng ta mua về thì tàu hũ kỳ á, có hai dạng, một cái là tàu hũ kỳ, một loại là tàu hũ kỳ khô và một loại là tàu hũ kỳ tươi. Thì nếu mà các bạn sử dụng tàu hũ kỳ khô thì khi mà làm á, các bạn sẽ chuẩn bị một chén nước bên đây. Chúng ta sẽ vừa làm vừa cắt nó ra xong ha, rồi chúng ta sẽ thấm nước đi cho tàu hũ kỳ nó mềm lại rồi chúng ta mới bắt đầu cuốn. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta làm á, chúng ta hãy bắt đầu ngâm, tại vì nếu mà các bạn mà ngâm nước trước tàu hũ kỳ á, nó sẽ mềm ra và nó sẽ bị nhũng lắm, chúng ta cũng không làm được luôn. Đây, tàu hũ kỳ mà để cho cái món này á, các bạn đem về á, thì các bạn sẽ cắt á, thành những cái miếng chữ nhật như thế này. Đó, thì cái chiều ngang của cái miếng này á, sẽ cỡ tầm 4-5 phân và cái chiều dài thì cỡ tầm 10-15 phân ha. Chúng ta sẽ lấy một ít nhân lúc nãy nè. Đây, chúng ta bỏ vào đây. Rồi các bạn cuốn lại. Mình cuốn như thế này ha. Rồi. Để mà có một bí quyết này nè, để chúng ta giấu cái mối này thì chúng ta sẽ dùng cái hỗn hợp bột năng với lại nước chúng ta thấm vào đây. Rồi chúng ta sẽ giữ mối nó lại để lúc chiên á nó không còn bị bung ra. Đây. Đến cái công đoạn mà chúng ta sẽ tẩm mè cho cái chả giò của chúng ta ha. Rồi cái đầu tiên, trước tiên các bạn sẽ lăn qua bột mì, lăn cái chả giò của chúng ta nè qua một lớp bột mì ha. Bột mì xong rồi đó thì các bạn sẽ lăn qua hột gà. Lăn qua hột gà. Sau khi mà lăn qua hột gà như thế này xong á
các bạn phải bỏ qua bên mè, tẩm mè. Món này mè cũng ngon nhé. Sau khi các bạn đã cuốn tôm mà cuốn chả giò xong rồi, tẩm mè xong rồi, các bạn bắt một cái chảo dầu lên, đợi dầu sôi rồi chúng ta hãy bỏ vào nha. Nhớ chú ý là cái chảo dầu chúng ta sẽ ngập dầu nha các bạn. Có những món chiên á, ta có màu anh vàng anh kim như thế này thì chúng ta lấy ra rồi nha các bạn nha, lấy ra là được rồi đó. Đây, cuốn chả giò mè, tôm mè của chúng ta rất là hấp dẫn đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi món chả giò tôm mè của Hạnh nha. Thì đừng quên, và các bạn đừng quên đăng ký kênh Bếp Mogo để không bỏ lỡ bất kỳ một video chia sẻ công thức nấu ăn nào được chúng tôi đăng tải hàng tuần nha các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn.